Nay mình pha một ly cà phê sữa với con Pico Espresso này. Đây là để nãy giờ nó nguội rồi ha. Đợi nước nó lên được tới 98 độ đi. Thì mình đổ vô con Pico. Nó trừ nhiệt ra thì nó được đấy. Đây là cái mình xay ở cái cấp độ bằng cái con G-Max này. 1.45 năm này. Bây giờ mình làm để tiết kiệm thời gian thì làm mọi thứ trước hết đi. Chút nước vô là mình bóp luôn ha. Pico rồi. Đó nước nước chín đó. Nó kêu rồi, bây giờ mình lắp vô. Mình lắp vô thôi. Thì đơn giản đây. À, mình chưa bỏ cái phân bố nước lên này ha. Mình bỏ cái rổ vô cái này, mình bỏ cái phân bố nước vô. Mình đóng lại. Cái con này thì nó cho tất nhiên là những cái máy pha cà phê mà thủ công á thì nó sẽ không bao giờ bằng cái máy pha cà phê chuyên nghiệp lớn nha, nhưng trong những cái trường hợp mà đi cắm trại hay gì nó không có điện, và trong những cái trường hợp mà nó không có cái điều kiện để mình làm á, anh đang đang pha bằng với cái hạt medium roast này nè. Những cái hạt này là mình làm luôn, mình làm mà mình thương mại ha, mình có mấy dầm luôn. Thì đó, bây giờ cái ly này mình chán bằng nước nóng rồi thì mình để lên cân, để lên cân để nó tính thời gian thôi cho nó đẹp thôi, chứ thật ra mình làm quen là mình cũng chả cần cái cân đâu. Mà cái con này bây giờ mình làm được phải đáng đó, trong những cái trường hợp mà nó không có điện đồ đó, thì mình làm mình chế biến được vô tư ha. Thì đây mình lại dùng đường vàng, đường này của bố mình làm 10 gram ha. Thường một sách cà phê nó là 10 gram, cả 10 gram đó là 10 gram đường. Rồi bây giờ bóp thôi, bóp thì nó cũng nhanh thôi, nó tầm độ 1 phút, mình bấm thời gian rồi chơi vui vậy đó. Bóp tầm 10 cái này. Rồi mình để cho nó rề đi, cái này gọi là rề infusion đó. Rồi giờ bóp nè, nó cũng nhẹ nhàng thôi, đâu có gì đâu. Đó nó ra nè, quan trọng là người làm cà phê á, là cái người mà điều tiết được cái dòng chảy của cà phê, điều tiết được nhiệt độ pha, chiết xuất, thời gian để ra một ly espresso nó ngon, thì nó những cái yếu tố đó, nó gồm là độ mịn nè, hạt cà phê nè, độ mịn hạt cà phê, rồi rồi đây ra một ly espresso rất là đẹp luôn ha, chuẩn ha, chuẩn ha. Cái lớp form nó tầm 5 ml ha. Rồi trên cái skin của nó có luôn cả 58 58 58, cái đó nó gọi là skin tiger. Rồi với những cái độ bộ dụng cụ đơn giản thì mình có thể làm ra những cái ly cà phê để mình khi mình đi du lịch mình thưởng thức nó trọn vị hơn, nó đầy đủ hơn ha. Đây là con Claire đó, mình chỉ cần cái đơn giản là một cái máy xay nè, một cái đầu bóp nè, cái này cũng được ha. Rồi một cái ấm nấu nước, bất kỳ một cái ấm nào có thể nấu nước đều là được. Rồi xin chúc thành công.